Bình thường vào giờ này á, buổi chiều như vậy là ở ngoài đường rất là đông đúc xe cộ, mọi người đi lại đi mua sắm này kia, học sinh này tan trường. Nhưng mà cả nhà thấy hôm nay là không có một bóng người. Đây mình sẽ cho cả nhà xem ha. Mình mua 30 tờ tiền rau thì họ sẽ cho mình những cái phần rau gì nha. Đây có ớt này, rồi là hành, dưa leo, cái này là rau bắp cải này, rau xà lách, này là hồng tỏi, bắp cải tiếp, cây bầu, đây là cà tím, khoai tây, cà chua, tỏi, có cả một ít gừng với hành, đó, thì người ta trộn chung hết lại luôn. Mình không được quyền chọn lựa cả nhà. Người ta có cái gì người ta bỏ vào thì nguyên một túi như vậy. Bao nhiêu rau đây thì chắc là mình phải ăn tiết kiệm trong vòng một tuần á. Bây giờ Tú sẽ đem xay thịt heo, và tí nữa thì Tú sẽ gói bánh sủi cảo cùng với thịt và bắp cải ha. Mình xay đến khi nó nhuyễn như vậy là được rồi cả nhà. Ồ, mùi tiêu nó thơm lừng luôn. Bắp cải sau khi đã cắt nhỏ thì Tú sẽ vắt thật là ráo nước, rồi sẽ bỏ vào trộn chung với phần thịt và tôm đã xay nhuyễn. Thì Tú được bao nhiêu đây là sẽ làm phần nhân của sủi cảo. Bây giờ Tú sẽ bắt đầu gói bánh ha cả nhà. Mình sẽ rưới một ít phần bột mì khô lên để cho bột nó khỏi dính vào cái cánh gỗ ha. Cái phần bột mà mình làm sủi cảo á thì mình không có ủ, cũng không có cho men nở. Mình chỉ cho một tí xíu muối vào bột mì và sau đó là thêm nước ấm. Sau đó mình sẽ nhào rồi cho bột nghỉ một thời gian là mình có thể bắt đầu lấy ra để gói rồi. Nó không có phức tạp như là mình ủ bột để mình làm bánh bao hoặc là làm bánh màn thầu. Thì một số cô chú á, có hỏi mình á, cách ủ bột quá, sao mình không chia sẻ công thức. Nhưng mà tại vì á, là bột mì của Trung Quốc nó khác so với bột mì của Việt Nam, cho nên là mình sợ cái công thức của mình nó không có phù hợp với bột ở Việt Nam á. Mình sẽ ép chặt để mà khi mà mình hấp hoặc là khi mình luộc á thì phần nhân nó sẽ không có bị rơi ra ngoài. Sau đó thì mình muốn nó đẹp hơn thì mình sẽ gấp gấp kiểu viên như vậy này cả nhà. Nếu mà không muốn thì cũng không sao, chỉ cần ép chặt nó là được rồi. Mình muốn làm đẹp hơn thì mình gấp nó là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất á, là không cho nó lòi cái nhân ra cả nhà. Đó. Vậy là mình đã xong một cái bánh sủi cảo. Sau khi làm xong á, thì mình sẽ lấy cái này mình nhúng vào một ít bột khô ha cả nhà, để mà giúp cho nó không có bị dính. Nếu mà mình để lâu á, có cái phần bột khô nó sẽ không có bị dính lại với nhau.
Sủi cảo đã gói xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đem đi hấp nha cả nhà. Đây là sủi cảo mình mới hấp xong, còn nóng hổi luôn cả nhà. Đây, và mình ăn cái bánh sủi cảo này thì mình sẽ chấm cùng với nước giấm đen của Trung Quốc ha. Bảo Bảo con xin chào cô chú. Mình cho bé mình ăn trước rồi, ăn gần no rồi tại bé cũng mới ngủ dậy cho con ăn trước. Thì bây giờ Tú xin mời cả nhà ăn sủi cảo cùng với Tú ha. Hôm nay á thì mục đích chính Tú làm video này á là chia sẻ với cả nhà cách làm bánh sủi cảo. Nhưng mà còn thêm một cái nữa. Con ăn no rồi hả? Không ăn nữa hả? Tú xin mời cả nhà ăn bánh sủi cảo cùng với hai mẹ con Tú à. Con nước ạ. Cái phần nhân nó rất là vừa ăn cả nhà. Nhưng mà mình chấm thêm cái nước giấm này thì nó hơi chua chua, nó ngon hơn. Cái món bánh sủi cảo này là cái món mà Tú thích nhất trong ẩm thực Trung Quốc á. Mà lúc trước á là Tú mới đến là chưa có biết làm đâu, không biết cách làm cái này đâu. Sao quá, dần dần á học mẹ chồng rồi học chồng nữa, thế là bây giờ đã có thể tự mình làm ăn được rồi. Thật sự là món bánh này mình ăn mình không biết ngán luôn á, rất là ngon. Không muốn xuống hả? Hôm nay bảo bảo mặc váy. Ớt cái này, cái nước chấm này có ok lắm, con không ăn ớt nước này được. Ngon lắm. Thì hôm nay tôi có một cái niềm vui muốn chia sẻ với cả nhà, là có một cô người Việt Nam ở Mỹ thì cô có biết đến kênh YouTube của gia đình Tú và cô có muốn gửi tiền tặng cho Bảo Bảo á, tặng cho Bảo Bảo mà Bảo Bảo đâu rồi. Và cô gửi qua tin nhắn á, cô gửi tiền chuyển cho Tú là 50 đô. Tú có gửi số tài khoản qua để mà cô gửi thì Tú cũng đã nhận được tiền rồi. Mà Tú định là khi nào chồng có thời gian thì đi rút tiền á, Tú quay lại clip. Nhưng mà hôm nay thì Tú muốn gửi lời làm một cái clip để mà gửi lời cảm ơn đến cô. Cảm ơn cô đã gửi quà tặng cho Bảo Bảo. Bảo Bảo con ngồi xuống ha. Ngồi xuống cô chú mới thấy con được chứ. Bảo Bảo con nói cảm ơn cô Jessica ở Mỹ ha. Cảm ơn cô Jess. Rồi Bảo Bảo á là kiểu mới học từng từ đơn á, mình cũng đang dạy con cách đọc chậm 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 để sau con biết nói á. Thì Tú thay mặt chồng và gia đình xin gửi lời cảm ơn cô Jessica ở Mỹ đã ủng hộ cho gia đình Tú 50 đô la. Tú nhận tiền của cô Jessica thì Tú cũng khá là ngại. Nhưng mà cô cứ nói là tấm lòng của cô á thì cứ xem như là quà sinh nhật á, hôm bữa á, sinh nhật bà Bảo á, cứ xem như là quà sinh nhật mà cô tặng cho bà Bảo, chúc con hay ăn chóng lớn. Số 1 sủi cảo ngon, số 1 bà Bảo. Bé mình ăn lần 4 cái sủi cảo cả nhà. Ngủ giờ ăn lần 4 cái sủi cảo rồi.
Yếu hôm ba có thời gian thì ba dẫn mẹ đi ba dẫn mẹ đi rút tiền rồi mẹ xem có gì ngon ngon mẹ mua cho bảo bảo ăn ha. Dạ. Có ăn bốn cái sủi cảo rồi giờ còn ăn nữa no buồn quá sao bảo bảo, để dành bụng tí nữa còn ăn cơm nữa chứ, ăn phụ mà ăn sớm mà ăn nhiều quá vậy. Ăn bánh này nó cũng hơi khô rồi nha. Uống một tí cái này là hồng trà chanh này. Nước này khá là ngon, mình khá là thích. Cái bánh sủi cảo này á, cả nhà. Sủi cảo này á, mình có rất là nhiều cách nha. Cách là mình làm thì nó giống nhau nhưng mà mình cũng có thể là hấp này, có thể đem đi luộc. Hoặc cũng có thể đem đi chiên. Nó có ba cái phương thức chế biến như vậy. Hôm nay thì Tú làm hấp. Thì hấp thì nó sẽ ngọt hơn. Nhưng mà nếu mà mình luộc á thì mình có thể là uống cái nước canh á cả nhà. Cái này hấp cho nên là mình ăn nó hơi bị khô thì mình phải uống thêm nước. Chứ không là nó cũng hơi khát nước á. Bảo bảo cũng ăn cũng ở rồi bảo bảo. Cái hồng trà chanh này nó chua chua ngọt ngọt, mình rất là thích luôn. Ngồi đàng hoàng ấy thì bà bảo ngồi giỏi bà bảo. Đúng không? Bà bảo ngồi giỏi, ăn giỏi. Cái món bánh sủi cảo này là nó nổi tiếng trên toàn thế giới luôn. Nhớ là sủi cảo của Trung Quốc. Hả? Cay lắm, con chấm cay lắm. Nước này con không chấm được đâu nha. Cay lắm. Không ăn nữa hả? Vậy, không ăn nữa con ngồi đàng hoàng xuống nha. Ngồi đàng hoàng xuống con ngồi chơi với mẹ nha. Vậy video ngày hôm nay của Tú cũng xin dừng ở đây nha cả nhà. Chuẩn bị tinh thần chào tạm biệt cô chú ạ. Tú cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.